sắp hàng nhận nội địa cho các bác ạ. Bây giờ là buổi chiều ngày 26 tháng 3 năm 2020. Em giới thiệu các bác một cái chiếc nồi cơm siêu phẩm Toshiba hút chân không 1 lít vừa về các bác nha. Cái nồi này về thì con nào thì các bác đặt hàng ngay con đấy. Chung là rất là nhiều các bác ưa chuộng. Thiết kế mẫu mã thì quá đẹp rồi, quá đẹp các bác nha. Tính năng thì vượt trội. Dòng nồi áp suất hút chân không 2 van. Chung là không có gì để chê với một cái nồi này, nấu cơm thì ngon tuyệt trên cả tuyệt vời, không một đối thủ nào có thể sánh được các bác ạ. Em vừa về con nồi này hình thức còn rất là đẹp các bác nhé. Toàn bộ đây quay các bác chi tiết này. Này toàn bộ không có móp méo chút nào luôn, như mới. Như mới các bác nhé, rất là hiếm luôn. Đây. Các bác nhìn thấy ạ. Đấy, con nồi rất là đẹp. Sản xuất thì con này là xem sản xuất năm bao nhiêu các bác nhé. Con này sản xuất năm 2012. Đây ạ, cực đẹp. Đúng là đồ Nhật thì nhìn cái gì cũng mê các bạn, nhìn cái gì cũng thấy đẹp. Mặt mũi gần như không có xuất sắc gì mà. Quá đẹp là một cái nồi cơm. Nấu cơm thì đỉnh cao nhất trong các lòng nồi rồi. Các bác nhé, đây, áp suất 2 van này. Này, bì áp suất bì các bác nhé. Các nồi cơm mình chỉnh hoàng các bác phải bỏ này ra để vệ sinh cho sạch sẽ các bác nhé. Đấy. Rồi cả cái lắp này các bác phải bỏ ra để vệ sinh này. Đấy. Bỏ ra trong này thì mình sẽ mở cái lắp này ra. Các bác mở ra các bác vệ sinh sạch sẽ đi ạ. Đấy. Trong này sẽ có những cái váng cơm lâu ngày. Con này em nghĩ có khi lên sóng tối nay có khi là bay luôn rồi. Các bác nào có nhu cầu thì các bác chốt ngay rồi. Con này em bán là 3,5 triệu các bác nhé. Này đang bật, các bác nhìn đèn hút chân không này. Cái tác dụng của cái hút chân không này nó làm cho các cái cơm của mình ở bên trong ấy, nó không bị không khí nó vào. Ủ cơm 2-3 ngày vẫn vô tư thoải mái, không phải suy nghĩ gì luôn. Đấy, bơm hút chân không hoạt động các bác nhé. Đấy, khi nó hoạt động ra nó khóa phun luôn, các bác không thể nào mở ra được. Đấy. Chúng là một chiếc nồi hoàn hảo, không có gì để chê. Giá thì 3,5 triệu, trong khi cái chiếc nồi này mà mới thì giá bán khoảng trên 20 triệu các bạn ạ. Tội gì mà phải mua những cái nồi mới cho nó đắt đỏ, sách cho bên Nhật phải hơn 20 triệu ạ. Chính vì thế nên cái thị trường mà cái đồ nội địa, đồ bãi này nó mới có giá, mới nhiều người bác sử dụng. Giá thành thì rất hợp lý, chỉ ngang một con nồi điện tử với vật của Việt Nam thôi. Nhưng mà chất lượng thì không còn gì phải suy nghĩ rồi. Em bán 3,5 triệu các bác nhá. Điện nồi 100V giá 3,5 triệu, không có phí ship, không kèm đổi nguồn ạ. Các bác nào có nhu cầu bác alo nhé. Cảm ơn các bác.